Em chào tất cả các bác đang xem nhé. Hôm nay thì em giới thiệu rõ cho các anh chị cái mặt bông đơn cam này các bác này. Hôm trước thì em có bán cái dòng đơn cam, các loại bông to, thì hôm nay em bán cái loại bông nhỏ các bác nhé. Giới thiệu các bác cái dòng đơn cam bông nhỏ, cái dòng này của Thái. Thì thời điểm này nó là sẽ là một số những cái cây nó ra hoa bói các bác ạ. Nhưng mà đặc biệt dòng này thì là hoa Tết. Đây là một cái sạp mà hôm trước em có quay. Em trồng một sạp đơn cam Thái này. Với cái mặt hoa như thế này thì em mời các bác ngắm lại cái đợt mà nó nở hoa rộ nha các bác nhé. Em quay em đăng trên kênh YouTube ạ. Các bác xem lại dùm em tí. Đó là chuẩn mặt bông đơn cam Thái, mà cái loại đơn cam bông nhỏ các bác nhé. Nó sai bông lắm. Đây là cái đợt Tết nở hoa đấy các anh chị. Tết nở hoa. Thì bây giờ là cái dàn này nó đã cây đã trưởng thành rồi các anh chị ạ. Cây khá nhiều rồi nhá. Đây thì nó có một số những cái cây bói thôi. Bói nhưng mà chuẩn mặt bông cho anh em mình. Bông nó còn đẹp hơn đơn cam rừng đấy các anh chị ạ. Đó, đây. Đây giới thiệu các bác những cái chậu rất đẹp như thế này. Những cái chậu nó thân nó nhiều các bác nhé. Thân nhiều. Đây. Bây giờ nó rụng lá rồi, nó chuẩn bị ra hoa. Một thân nãy các anh chị vừa xem đấy, có thể hoa nó chi chít từ trên xuống dưới các bác. Từ trên xuống dưới. Đơn cam Thái. Từ trên xuống dưới. Đây. Em thì em có khá nhiều những cái chậu. Ở đây thì em trồng có những cái chậu to, chậu nhỏ, nhưng mà cơ bản nhất là em chọn những cái chậu rất đẹp để cho các bác sưu tầm nhá. Đây các bác này. Những cái chậu như thế này thì bây giờ nó rụng lá, nó chuẩn bị nó ra hoa. Đây này, nụ này các bác này. Các bác chơi lai rai từ dần Tết nhé. Đây chỉ là những cái bông bói thôi. Bây giờ ra nụ tầm giờ là những cái bông bói này. Nhưng mà đến Tết là những cái chậu này này, nó ra hoa. Những cái thân kia nó ra hoa. Và những cái mầm này tiếp tục đẻ tiếp các bác nhé. Một năm nó đẻ 3 lần. Tối nay thì em có rất nhiều những cái chậu đơn cam để cho anh em mình chơi lai rai từ giờ đến Tết luôn các bác nhé. Từ giờ đến Tết luôn. Mời anh em mình vào 7:30 các anh chị ạ. 7:30 thì em sẽ bán chuyên cái dòng đơn cam này. Hôm nay cũng có khá nhiều hàng đẹp. Đó, đây các bác nhìn này. Những cái mắt này này. Bây giờ bắt đầu sưng rồi. Thì hôm nay em bán những cái chậu nó nhỏ hơn hôm trước em bán, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Giá thành nó sẽ rẻ hơn. Nó xi dịch khoảng tầm 300.000 thôi các bác ạ. Xi dịch khoảng tầm 300.000 một chậu đẹp. Để anh em mình chơi. Hôm trước thì em bán 400.000. 400.000 là những cái chậu mà em tuyển những cái chậu đẹp. Nhưng mà hôm nay thì những cái chậu nó chỉ mức độ nó như thế này thôi. 300.000 thì nó cũng hợp lý. Bởi vì là cái dòng này em mua cái cây giống về nhỏ thì giá nó cũng cao được các anh chị ạ. Bởi vì bông nó đẹp, đặc biệt ra hoa ngày Tết. Ra hoa ngày Tết. Tối nay mời các bác vào. Cái dòng này thì nó có cái lợi thế là đẻ rất khỏe và ra hoa hai lần trong một năm các bác nhé. Hai lần trong một năm. Đây. Các bác xem cái chậu này này. Các anh chị nhìn này, nó sai bông lắm. Một mắt nó có thể là 2-3 bông. 3 bông này. Mắt này 3 bông này. Cái này nó sắp tàn rồi. Cái lưỡi của nó rõ ràng lắm các anh chị ạ. Rất rõ ràng nhá. Đây. Bông lâu tàn. Đơn cam. Đơn cam Thái nhá. Có rất nhiều những cái chậu đẹp đẹp cho anh em mình về sưu tầm, các bác về các bác chơi nhân giống. Dòng này nhân giống đây. Anh chị nhìn. Nó chỉ có một cái khúc già thôi. Nhân giống năm 2022 của nó. Thì nó phát triển cũng rất tốt. Cái dòng này dễ chăm sóc, hoa đẹp. Đây, như cái chậu này này các bác này. Chậu này này. Đứt nụ hết rồi. Đấy. Nụ này xong rồi bắt đầu Tết chơi tiếp các bác nhá. Tết chơi tiếp. Cái dòng đơn cam này thì em chỉ chọn được mấy cái chậu đẹp đẹp thôi. Đẹp đẹp bán cho các bác. Còn những cái chậu mà nó ít thân thì sau này tiếp đến Tết nó ra tiếp là em bán tiếp nhá. Trong cái lô mấy hôm nay rất nhiều anh chị hỏi em cái dòng đơn cam. Thì tối nay anh có ít thôi, không có nhiều đâu. Để em chọn khá khá những cái chậu nhiều thân để anh em mình sưu tầm. Đây. Cảm ơn các bác nhé.